Hợp giả da màu đỏ rất là mát mắt ha, và cũng rất là thuận theo thời tiết hiện tại, sắp Noel cũng sắp Tết nè, cái màu đỏ đỏ thì nó cũng may mắn. Hello hello, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh review của shop đồng hồ Smile. Em là Tiến và chúng ta cùng nhau xem một lô hàng toàn là OB ha. Thì OB họ có rất nhiều dòng, ví dụ như họ sẽ có cả dây thép và cả đồng hồ nữ, mà những cái đó thì em bán hơi yếu, thật ra em không dám nhập. Anh em nào có nhu cầu order thì em sẽ nhập về cho anh em mức giá tốt hơn so với thị trường đó, chắc chắn rồi. Và sản phẩm anh em nhận được sẽ bao gồm cái hộp giấy bọc ở ngoài và cái hộp giả da màu đỏ rất là mát mắt ha, và cũng rất là thuận theo thời tiết hiện tại, sắp Noel cũng sắp Tết nè, cái màu đỏ đỏ thì nó cũng may mắn. Rồi sản phẩm thì ta sẽ có, nó có nhiều phong cách lắm nè, ví dụ như một hàng đá nè, màu trắng hoặc là vàng hoặc là hồng, và ta sẽ có mức giá sẽ nó theo từng con ha, và hoàng đá, full đá hoặc là lộ cơ hết như thế này thì bên em đều có để phục vụ anh em. Và các sản phẩm bên em thì sẽ được bảo hành, dòng sản phẩm mới thì bên em sẽ bảo hành máy cho mình là 5 năm. Tại vì do bán dở thôi chứ không gì đâu. Nếu anh em nào hỏi tại sao bảo hành lâu thế, vì em muốn đồng hành cùng với anh em, vì em tiếng bán không có giỏi, em ra phải cùng với anh em suốt luôn, rồi sẽ hỗ trợ anh em tối đa nhất có thể để không phải kiếm được khách hàng mới. Công cuộc kiếm khách hàng mới nó cần dữ lắm anh em ơi. Rồi là sản phẩm ra ha, thì em sẽ bóc đại một con cái trắng này đi ha. Rồi ở một hàng đá thì ta sẽ có đá lớn và nó sẽ có ưu và nhược điểm. Thì anh em coi cái ưu điểm thì anh em thấy nó sẽ dễ nhìn mắt hơn. Còn đối với những hai hàng đá dòng skeleton thế này thì hai hàng đá anh em thấy luôn sẽ cháy hơn rất nhiều, nó sẽ sáng hơn rất là nhiều ha. Vì đơn giản là một viên đá ở giữa này sẽ có hai viên đá hai bên, nó sẽ rọi vô nhau, ba viên đá này rọi nhau ha, một viên đá giữa, ba viên này nó rọi vô, còn một viên ở đây thì sẽ có 5 viên chung quanh rọi vô, ta sẽ đỡ đánh nó sáng hơn. Và lúc nào thì nó có nhược điểm là cái viên đá này sẽ sáng hơn, và cái ưu điểm thì viên đá này sáng hơn ha. Nhưng mà nhược điểm á, thì do viên đá này sáng là thấy mặt số bên trong lúc nào nó sẽ tối hơn một xíu so với cái mặt thì nó đơn giản thế này, mặt số sẽ sáng hơn. Thì có hai cái như thế ha. Rồi em sẽ để lại cái này. Rồi tiếp theo cái một hàng đá thì ta sẽ có cái kim dạng kim vuông thẳng thớm vuông góc. Còn cái dạng mà hai hàng đá full đá thế này thì ta sẽ có kim skeleton, kim chạm, kim xương giống cái phiên bản skeleton kia chúng ta. Thì hàng full đá tất nhiên nhìn sẽ sang hơn. Full đá thì cũng vậy anh em ha, full đá thì sẽ có vỏ bạc, vỏ vàng và vỏ vàng hồng. Mặt bên trong thì sẽ có đen, trắng và xanh. Cái này mình thích đơn giản thì mình chơi con này. Cái này thì em sẽ có cũng đen, trắng, xanh. Đen đây. Cái đen này là siêu hot nha. Em biết sao em bán cái màu này bán chạy lắm nè. Màu này thì em trữ mấy con ở nhà sẵn cho anh em. Nhưng mà chắc chắn là cái con này sẽ hết sớm hơn tất cả những con còn lại ở đây. Là năm ngoái nha, năm nay em nghĩ chắc cũng vậy thôi, không phải đổi nhiều. Rồi ok ha, chỉ có vậy thôi. Là một viên đá full đá, màu thì trắng, đen, xanh, vỏ thì sẽ có vàng, có bạc, vàng và vàng hồng cho anh em chơi. Đó, đầy đủ ở đây chúng ta. Còn về kích thước, ta sẽ có phiên bản thế này thì ta sẽ sử dụng kích thước là 42, độ dày 11.5 và lớp tu lớp sẽ là 48.4, cũng là cái form khá là dày ha, nhưng mà bù lại cho dây cao su, đặc biệt ở cái dây cao su nó vớt lại cho. Đây em là tay cho anh em ha. Đó, dây cao su. Đó, này, tay 15.5 là anh em có thể chơi được phiên bản này. Cái cảm giác cây cao su nó mang, nó ôm tay, nó dễ chịu, và nếu mà anh em nhìn kỹ nó sẽ hơi lố một xíu đó, nó hơi lố một xíu ha, quan sát nó kỹ thấy nó hơi lố một xíu, nhưng mà không có sao, vẫn rất ổn thôi cho anh em. Là cá nhân em nha, còn anh em nghĩ sao nếu mà phiên bản này có vừa hay không, anh em muốn phản biện, muốn trao đổi có thoải mái cứ bình luận kênh của em ha, em cũng không có xóa, chỉ đừng có chửi bới nhau thôi, còn lại muốn bình luận phản biện sao cũng được, anh em cứ bình luận vô, ta cùng nhau trao đổi, nó vui mà, nó vừa vui mà em vừa học hỏi thêm được. Đó, riêng phiên bản cái kim phiên bản mặt bạc thế này ta sẽ có kim màu xanh nha, nhìn nó rất là lịch sự luôn á, vừa khỏe và vừa lịch sự nữa. Đó, mặt trả tia thì mấy con này đa phần là em đã làm review riêng từng chiếc hết rồi, bữa nay em chỉ làm một lô hàng thông báo anh em là hàng mới về thế thôi, để đảm bảo anh em là mình cập nhật mẫu mã sớm để lấy, để đợt trước thì có chắc chắn thế nào cũng có anh em là mình mua không kịp và sẽ không có đúng cái màu mình ưa thích á, thì đợt này họ về số lượng lớn để phục vụ. chúng ta có đủ màu. Hãng nha, hãng họ về số lượng lớn chứ phải họ đây là hãng đó, là tất cả các hàng này đều hàng chính ngạch hết mà. Đó, sẽ có tên của Bộ Công an ở đây, máy bên trong cho anh em. Thì Citizen, OB thì họ rất là hay, họ sử dụng máy, ví dụ như con này là NH36 nè, đây là NH36 nè của Seiko nè, cho cái dòng máy máy nam lớn nha. Máy nữ thì cái máy nó nhỏ hơn, máy pin thì nữ nó rẻ hơn. Còn cái dòng ví dụ như dòng Skeleton thế này, ta sử dụng máy của Miyota, họ rất là linh động cho việc đó. Thì em cũng đã có chia sẻ rất kỹ rồi, nên anh em nào đang quan tâm tới cái mẫu màu nào thì cứ bình luận ở dưới video ha, em sẽ gửi một cái video chia sẻ chi tiết hơn cho anh em. Còn đây em chỉ lướt qua, sẽ có những video hỗ trợ anh em về tất cả các màu. Ở đây ta sẽ có kim xanh đây, kiểu như vậy đó. Đối với các bản mà màu bạc đá, một hàng đá thế này thì bên em đang bán mức giá là 5,7 triệu, sẽ có đủ màu cho anh em, trắng đen xanh. Để em xíu nha, cái này phải cẩn thận chút. Rồi hàng đá, một hàng đá bên đây có màu rose và màu vàng tươi, thì hai màu này thì em sẽ bán đồng giá với mức giá là 5.850.000, 50.000 ha, hai phiên bản màu này. Đâu nó ngã rồi, để em lấy nó ra luôn. Cái dòng mà full đá màu bạc, rồi tại hai màu kia thì em chưa có về tới, hai phơi full đá màu bạc thế này, full đá ha. Đây, full đá cho anh em rất là lấp lánh nha anh em. Nếu anh em mà mình đang thích những phòng sang trọng giống như Hublot mà mình không muốn đầu tư một số tiền nó quá khủng khiếp thì ta có chơi phiên bản thế này, nhẹ nhàng dễ chịu hơn cho anh em chơi. Rồi thì phiên bản màu bạc nha, thì em sẽ bán là 6,2 triệu, mấy màu vàng thì sẽ là 6,3 triệu và màu rose gold thì sẽ là 6,4 triệu. Đó, mỗi con trên nhau 100.000, em bán rẻ ra cái gì cũng bán chút gì mà. Rồi với phiên bản Citizen thế này em cũng đã làm cho anh em rồi ha, thì phiên bản màu vàng thế này sẽ là 6,5 triệu và vỏ màu trắng hết, vỏ trắng nha. Thì tại phiên bản đen vàng thế này thì sẽ có cái vành trắng hoặc là vành đen, thì em hiện tại chỉ còn cái vạch số đen thôi, vạch số trắng em hết rồi và hãng cũng hết. Hãng của em không thấy ai bán nữa hết luôn, cũng không biết là có ai còi hay không ha, em có thể hỏi thăm nhiều vòng thử, tại bữa khách mới hỏi xong mà kiếm không ra. Đó thì em còn cái vành đen nha, nên lưu ý em còn vành đen, dây đen, vành đen thì nó hợp lý hơn, thì sẽ là 6,5 triệu ha. Còn phiên bản bạc ổ bạc hết thì sẽ là 6,4 triệu cho anh em chơi ha. Và tất cả sẽ được bảo hành mãi trong 5 năm anh em. Còn Citizen này rất là độc ha. Đó. Rồi anh em có thắc mắc gì về sản phẩm thì cùng bình luận ở dưới video cho em biết nha. Và nếu thấy video này hay và hữu ích, hoặc anh em đang săn hàng những dòng hàng đã qua sử dụng cũng vậy, hãy follow kênh của em, bởi vì chắc chắn em sẽ cập nhật cho anh em rất nhiều các mẫu thú vị và rất độc trên thị trường luôn. Lâu lâu sẽ có những mẫu rất độc nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem hết video, hẹn lại anh em ở video tiếp theo, và rất mong được một like, một subscribe, một share từ phía này mà. Bye bye.